Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Quý vị biết rồi, hôm qua là ở Edmonton, tuyết rơi rất nhiều, rơi đến khoảng chừng 30 cm. Hôm nay thì trời cũng còn lạnh, khoảng chừng -20 độ ẩm. Quý vị thấy không, hôm nay, hôm qua và hôm nay mọi người ở đây họ ủi tuyết lên từng đống đống về đó. Đó thì hôm nay tôi đưa quý vị chạy xe một vòng để cho quý vị biết là cái ngày mà tuyết rơi, sau một ngày mà tuyết rơi rất nhiều á, thì dân ở đây họ phải làm gì. Thì quý vị biết rồi, ở đây thì mọi người đều ai cũng phải xúc tuyết ở ngay cái đường đi á, để cho mọi người họ đi đi bộ, đi ra đi vô vậy đó. Thì cái luật ở đây thì trong vòng 24 tiếng thì họ cho mình là sau 24 tiếng là mình phải xúc, nếu không xúc thì có người nào đó đi té bộ gì đó thì cũng phiền lắm. Thì quý vị thấy rồi, hai cái lề đường đi bộ trước nhà của mọi người thì đa số thì ai cũng xúc sạch hết để cho người ta đi bộ ở trước cái nhà kia kìa, trước mặt của quý vị đó, cái nhà đó đó. Cái nhà đó đó, thôi như họ xúc, họ đổ uống một cục như vậy là chung quanh 4-5 cái nhà gì đó, cái đó là chắc cao cũng phải 2 mét á. Không biết là cái đó xé họ xúc hay là người ta ra xúc, mà nó uống cao như vậy chắc là xé. Thì mấy cái đường này là cái đường ở bên trong nhà ở, thì cái hôm nay thì nhà nước họ chưa có đưa xe xuống để cào hay xúc gì hết, cho nên là quý vị thấy là nó cái đường nó trắng bạc vậy đó, tại vì tuyết nó phủ hôm qua nhiều quá. Rồi cũng có khu thì cũng 20 cm, có khu 30. Hình như cái đường này nó không biết nó cao chưa, hình như nó chưa cao á, nếu cao là nó sạch hơn. Ở đây có cái chùa quý vị, đây có cái chùa này. Không biết cái đường này cao chưa mà thấy nó cũng sạch á. Ở đây cũng có mặt đón rồi nè, chắc vào đây kiếm cái bánh gì ăn, hơi đói bụng quá quý vị ơi. Lâu rồi không có đi ăn mặt đón rồi. Chạy xe một vòng bây giờ cũng cảm thấy đói, khát nước nữa. Ở đây chắc đi tới đây chút xíu xong rồi cua lối lại. Có chiếc xe kia đang ra kìa. Thì đây cũng là một cái chỗ buôn bán nhỏ, thì đây cũng có mấy cái chợ đó nhỏ, có Sobi là mấy cái siêu thị Tây á. Thì trong này họ cũng có bán mấy cái sản phẩm ăn uống rồi vậy. Đường nó tuyết nó nhiều đó. Ông đẩy cái chiếc xe với mấy cái bịch nước ra mà nó bị dằn. Cái đường này họ cào rồi nè, đó quý vị thấy không, nó cào với họ rải muối rải sàn ấy, như vậy là họ cào rồi đó. Như thấy nó sạch á. Nó uống hai bên đường, quý vị thấy không, nó uống hai bên đường như vậy nhiều, giống như cái vồn khoái, trong khoái vậy đó. Là cái đường này họ cào nè, cào họ rải muối với rải cát ở giữa đường để cho nó khỏi bớt trơn. Thì lúc mà rải muối với cát như vậy ấy, thì chạy xe nó đỡ trơn hơn, lúc mình đạp thẳng ấy, thì nó đỡ trơn hơn. Chứ còn không mà tới ngã tư hay là cái đèn xanh đèn đỏ vậy mà có gì mà đạp thẳng cái thì cũng hơi xìa chút xíu. Hình như ở trước có mấy cái xe họ đang cao tuyệt sọc tiệt gì đó chấp kìa. À đúng rồi, mấy cái xe họ đang cao tuyệt đó. Thì mỗi lần họ đi như vậy là cũng ít nhất cũng 3-4 chiếc bự như vậy. Thì hình như ở đây là 1, 2, thấy là 3 chiếc đó. Không biết ở trước có chiếc nào không, như vậy là tôi thấy 3 chiếc đó. Xe này nó vừa cào tuyết rồi nó vừa rải muối với sàn luôn, muối với cát chứ, để cho cái trên đường là cái màu đen vậy là cát đó, ở trong đó có trộn muối á. Chạy chậm nó theo sau chiếc xe này, có thử đếm thử mấy chiếc á, chạy sát cũng không được á quý vị. Hình như họ nói là phải chạy cách mấy mét đó, nhìn cũng không rõ nữa.
như cũng xe cộng cộng gần hết xăng rồi, chắc chắc tôi phải vô đây tôi đổ ít xăng tôi chạy cho ông lỡ chạy giữa đường mà hết xăng là thôi. Mùa đông này mà bây giờ trừ 20 độ là thôi đó, hình như 4 5 chiếc gì đó, 1 2 3 4 hình như 4 chiếc á. Hy vọng tôi đổ xăng xong rồi chạy ra là họ vẫn còn làm á, để tôi chạy theo tôi quên chút xíu. Thì đường như vậy là họ cào là nó cũng sạch rồi đó quý vị, như vậy là nó sạch nó đỡ rồi đó, nhưng nó cũng còn trấn 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 chút xíu. Nói chung là mùa đông mà tuyết xuống là đường trơn nhé, không kệ họ cào lãng cào sạch gì hết, đường vẫn trơn, chạy xe phải cẩn thận. Đây có cái trạm đổ xăng ở đây nè, vô đây tôi đổ chút xăng rồi tôi chạy theo chạy tiếp. Trước mặt quý vị đó cũng là cái tiệm tạp hóa đó, cái tiệm họ bán siêu mày giống như là cái chợ cái siêu thị vậy đó, trong đó thì họ cũng có bán đồ đồ rau quả vật chất hàng hóa vậy đó nhiều lắm. Tới rồi, đổ chút xăng rồi đi tiếp à. Rồi bây giờ đi qua cái đường này thì tôi không có thấy mấy cái chiếc xe kia đấy, không biết họ chạy đi đâu rồi, lúc tôi mà đổ xăng ra thì xe nó đi đâu rồi không có thấy nơi, cho nên không có theo không có kịp. Thì cái đường này hình như họ cộng cộng cào hay có cào một chút xíu rồi, nếu mà quý vị nhìn ở bên trái là nó có cái đen 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 đó là họ có rải rải cát với rải muối rồi đó, còn trước mặt thì hình như còn tuyết á, không biết là họ cào chưa mà hình như còn tuyết á. Nếu mà còn tuyết như vậy là chắc họ cũng chưa 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 có chưa, chưa cào cái đường này. Thì họ cao là không còn cái trắng nữa, ngoài trừ đó tuyết nó rơi xuống lại đó, giống như cái đường này đường ngang này là họ cao rồi nè, họ cao sạch rồi đó. Đó đây là như trưa nè, dự như vậy tuyết nó hơi nhiều 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 như vậy là chắc chưa có cao rồi, đường về chạy cũng cũng trơn trơn trơn. Hôm qua là tuyết nó rơi nó có khu thì khoảng chừng 10 cm, có khu thì 20, có khu thì 30 cm, cộng thêm cái gió nó thổi nữa, nó thổi tuyết ở trên mái nhà xuống thì nó rất là nhiều đó, trên mái nhà ai cũng có tuyết hết đó, thì lúc nó trên đó nó thổi xuống cộng thêm cái tuyết nó rơi nữa thì nhiều lúc nó dồn lại trước cái mặt nhà thì cũng rất là nhiều. Thì hôm qua là cả nhà là sốc là quá mệt luôn, đứa nhỏ nó ra sốc rồi còn phải phụ thêm nữa. Đây cái đường này là cái đường này họ chưa có cào này, chưa có cào cho nên nó tuyết nó mới nhiều như vậy đó. Ở bên trái của quý vị đó cái chiếc xe này này, chiếc xe cái chữ Bobcat mà con mèo đó, cái xe đó cũng là cái xe sốc tuyết cào tuyết đó, mà mấy cái xe này xe nhỏ. Mấy xe này thì có mấy cái công ty họ nhỏ nhỏ làm hay việc gì đó thì họ, cái xe này ở thành phố thì họ cũng dùng cái xe này mà họ xúc đấy, mấy cái trạm xe buýt nhỏ 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 trên đường á, trên đường về á. Không biết xe này của ai nhìn cái thử quen không? Quý vị nào mà biết cái bằng số của mình đó CCB gì đó là quý vị biết là xe này của ai á. Hy vọng là hôm nay không có rơi nữa hay là tuần tới không có rơi nữa nhé. Nghe dự báo nói là chắc tuyệt cũng hết rồi, mà chỉ có lạnh thôi.
tôi xin xin ngưng cái video ở đây ạ. Xin cảm ơn quý vị đã xem video và hẹn quý vị lại lần sau. Thanks for watching everybody. See you guys next time. Bye bye.